Thì anh để ý rằng đó là bên Việt Nam đó, cái văn hóa ở Việt Nam đó, cũng mà mình ra làm ăn á bông, là nó là cái văn hóa, cái mối liên hệ đó bông, là nó dựa vào là cái giao dịch thôi. Ok. Còn ở bên Mỹ đó, nó dựa vào là cái tình cảm. Lắng nghe cho kỹ nha. Lắng nghe cho kỹ. Ở Việt Nam mình á, ở Việt Nam mình á, thì cái miệng mình nói đó là ủng hộ em, ủng hộ anh, ủng hộ quán của em, ủng hộ không? Là mình dùng tình nghĩa, mình dùng tình cảm. Ừ. Ok. Lắng nghe cho kỹ đây nha. Ở Việt Nam mình á, mình có cái văn hóa đó là mình dùng tình nghĩa, mình dùng tình cảm để hút khách hàng. Mà cứ mà khách hàng nó vô cửa hàng mình rồi đó, vô cái tiệm quán của mình rồi đó, là mình không có quan tâm giữa cái tình nghĩa với cái tình cảm nữa. Mình chỉ tin dựa vào là cái giao dịch thôi. Ok, mày trả tới 50 ngàn phải không, tao cắt tóc mày đi về đi. Mà cứ mà mình gặp khách ở ngoài đường đó, thì mình sẽ nói là ê Thịnh, em cần cắt tóc đó không, em qua cái tiệm cắt tóc của anh đó, ủng hộ em. Ê qua mày cần cắt tóc không, qua mà ủng hộ cái tiệm cắt tóc của tao, thấy không? Được. Thì cái đó mình nói, nói là cái lời nói mà cái lời nói đó là cái lời nói đó không, là nó dùng tình cảm tình nghĩa không? Có, thấy không? Đừng bao giờ làm cái chuyện tào lao gì. Đừng có bao giờ làm cái chuyện gì, đừng có mở miệng ra nói ủng hộ em cặc gì chân á. Đừng có bao giờ đó ra ngoài đường đó kêu người ta đó mà ủng hộ mình con cặc gì chân á, nghe không? Em nghe rồi. Tại sao vậy? Tại vì em nghĩ là không có, mình không có giá trị thì mình không có, có xứng đáng để nhận cái đồng tiền. Người ta ủng hộ mình đó là mình đang hút giá trị của người ta. Ý người ta nói, ý của bà nói rằng á, bây giờ tụi em lắng nghe cho kỹ này ha. Lắng nghe cho kỹ đây nha. Đây, tụi em á cần cắt tóc đó không, đi lại cái tiệm cắt tóc của anh á, xong ủng hộ anh. Ok. Anh mới nói là nói A đi, cái lời nói A của anh này ha. Lời nói A này nha. Ok, lời nói A nè. Là tụi em á cần cắt tóc đó, lại cái tiệm của anh á ủng hộ anh. So với cái lời nói B này ha. Ê, tao không tạo giá trị dân cặc gì chứ. Ê tụi mày á, cứ mà tới giờ cắt tóc tao không lại đưa tiền cho tao nè. hai cái lời nói nó khác nhau gì? Hai cái lời nói đó nó khác nhau gì? Khác nhau về lời nói, cách nói thôi. Cái chữ nó khác nhau mà cái ý của nó giống nhau không? Cái ý của nó giống nhau không? Ý giống nhau. Cái ý nó giống nhau đâu khác gì đâu. Không khác gì chứ. Cũng mình nói người ta đó, hey, tụi em cần cắt tóc đó lại ủng hộ cái tiệm cắt tóc của anh đó, không? Nó không khác gì mà anh nói rằng là mẹ tao cắt tóc cho tụi mày được không được á bông, hay tạo giá trị cho tụi mày được không được, tao không cần biết. Ê tụi mày có tiền đó bông, lại đưa tiền cho tao. Còn cắt tóc được không được á bông, cậy mẹ đó. Miễn sao tụi mày sắp sửa mẹ dùng tiền đi cắt tóc đó bông, đem lại tiệm của tao xong đưa cho tao. Nó khác gì đâu. Vâng. Rồi. Có khác gì không? Không khác gì luôn anh ạ. Nó khác gì đâu? Không khác gì. Vâng. Một cái là nó giả bộ đúng không? Đây là cái lời nói thực tế đó nè. Cái lời nói thực tế đó đúng không? Cái lời nói thực tế đó là nó gì nè, vậy nè ha. Cái lời nói thực tế đó đúng không là, ê, tụi mày á sắp sửa xài tiền để đi cắt tóc không? Ê, nhờ tụi mày á đem lại cái tiệm của tao xong đưa tiền đó cho tao. Mà mình nói thẳng vậy đó, mà con sẽ nói mẹ mày mắc lịch sự gì? Mẹ mày mày là ai? Không, ở trên miền Bắc đó, thằng bà với mấy người trên miền Bắc thôi. Mày biết bố mày là ai không? Ok, thì đó là nó, mình nói như không được bẫy bà con, sao nói như là ta giấu, lấy cái lời nói thực tế đó, cái ý định của thực tế của họ đó, cái họ bao lại cái vỏ ở bên ngoài, cái vỏ lịch sự đó, cái họ nói Hòa, Thịnh, em cần cắt tóc đó, lại ủng hộ cái tiệm cắt tóc của anh đó, thấy không? Dạ. Hòa, Thịnh, tụi em có bầu bịch hay là có mà vợ gì đó không, cần làm móng tay đó, lại ủng hộ cái tiệm móng tay của anh. Dạ. Ok, đừng có bao giờ nói cái lời nói đó, lại ủng hộ em, ủng hộ anh cặc gì chân á. Tại vì á, cũng mình nói gì đó, là mình đang hút giá trị của bà con. Vâng. Mình muốn làm cái người á, mà tạo ra giá trị cho bà con.
không? Mình tạo ra cái giá trị cho bà con. Và mình tạo giá trị làm sao? Mình nói, mình chỉnh sửa cái lời nói mình sao? Thì thí dụ đi, anh cắt tóc đi phải không? Anh sẽ nói rằng là hay Thịnh cái như thí dụ mình biết cái tên, anh không biết cái tên của cái phong cách mà em cắt tóc là gì, nó tới gì đó, anh không biết nó kêu bằng gì. Mà mình nói như mình nói thí dụ đi, anh nói là phong cách A đi. Thấy không? Thì như anh là cái thợ cắt tóc đi, anh nói rằng là Thịnh em lại ủng hộ anh đi. Anh sẽ nói là gì nè, anh sẽ đưa giá trị cho nó, hút giá trị. Thấy không? Mình đừng có lợi mẹ gặp thằng lạ không, cái mình hút cái giật giá trị của nó. Nó không khác gì mình giật bóp của nó, hay là mình giật kiến của nó, hay là mình giật di chuyện của nó. Nó không khác gì đâu. Khác gì đâu. Thấy không? Thì anh sẽ nói như nè, bắn ngay vậy ha. Anh sẽ nói rằng là hay Thịnh cái phong cách tóc của em đó, cái phong cách A đó, cho cái tướng của em đó, nó rất là hay, nó chỉ hơi là nó hơi không bằng chút xíu ngay đây không? Lần sau em có tóc không? Em lại đó, cái tóc với anh đó, anh sẽ cắt cho nó y chang cái phong cách A mà em thích gì đó bông, sao anh sẽ cắt nó đều thẳng hết chân đó, sao em không trả tiền gì chân đó. Em thích đó thì anh mời em mà lần sau đó lại cắt tóc anh. Còn anh mà cắt không đúng theo cái ý phong cách A mà em muốn nó bông thì đừng có trả tiền anh làm gì. Cái đó anh sẵn sàng làm, tại sao vậy? Mình làm miễn phí, mình có hai cái lý do, mình không lỗ được. Như nhiều thằng nó nghĩ rằng á, cái ông là mẹ ngu dại, mẹ đi cắt tóc cho nó miễn phí làm chi vậy? Mà em nghĩ coi là, em nghĩ coi ha. Anh mà cắt tóc cho em đúng theo cái ý mà em muốn đi, xong em không trả tiền đi, nó miễn phí đi, thì em nghĩ coi là lần sau đó nó mà theo cái ý em muốn đó là em đi thằng khác không? Không, em sẽ quay lại quán để cắt tiếp đây. Em nghĩ em có đi thằng khác không? Ok. Không, thì nó tốn anh một tiếng đồng hồ đó không? Là anh sẽ giữ em làm khách hàng nguyên năm luôn, suốt đời luôn. Trừ khi em dọn qua chỗ khác này, hay trừ khi anh sập tiệm anh đi dọn chỗ khác này. Như anh mà hỏi em nè, đi nhìn ha, cái tư duy nghèo mạt, mấy cái thằng đó nghèo mạt nó nghĩ rằng là mẹ nó là ai, bố nó là ai mà tao cắt tóc cho nó miễn phí. Thấy không? Nó nghĩ gì đó. Mà trở lại thôi, như anh mà hỏi đi, ê mày thợ cắt tóc không? Ê tao chặt mày 50 ngàn, tao đem mày lại khách hàng đó không mày? Mày giữ được nguyên năm luôn đó, mày chịu trả tao 50 ngàn không? Em nghĩ sao? Em nghĩ mỗi cái thằng thợ cắt tóc đi, em mà lại hỏi nó, ê tao đưa mày khách hàng đó, mày trả tao 50 ngàn không? Tao bảo đảm mày, mẹ nó lại hết 50 năm. Mà chỉ một điều kiện thôi à, mày phải cắt tóc đó, theo cái ý nó muốn. Em nghĩ có thằng nào nó từ chối không? Ở Việt Nam nhiều thằng từ chối vì nó không cắt được, vì nó không cắt theo nhu cầu. Em thấy sao? Em thấy sao? Em thấy em rất là đồng ý cái đó là đúng. Mình phải làm á là cái gì đó, tiếng Mỹ á, là nó kêu bằng á, ê hồi đó đó là tụi Pháp đó nó vô nó chiếm đất nước Việt Nam mình đó, mà nó chiếm đất không, nó sắp hàng lính của nó là hết trơn, phải không? Còn ở Việt Nam mình đó thì có sắp hàng mẹ ra để đụng chạm với nó không? Có không? Không, rồi mình né, sau cái mình tấn công đó, cái mình bỏ chạy, mình tấn công đó, cái mình bỏ chạy, cái phương pháp mà tấn công bỏ chạy như vậy nó kêu bằng gì? Du kích ạ, đánh du kích ạ. Đánh chiến tranh du kích. Ừ, đúng rồi, là làm sao là mình đánh du kích vậy? Tụi em có biết không, cái đại tướng Giáp mình đó không, ông đánh gì đó xong rồi đó, ông đánh thắng tội Pháp xong rồi đó không, em biết không, ông giết sách đó là mình đánh mà du kích nhìn sao đó, cái phương pháp du kích nhìn sao, em biết không? Ở Việt Nam mình á thì mình đi khen á mấy thằng Mỹ, mà em biết không, ở bên Mỹ đó nó đang lấy sách của mà đại tướng Giáp với bông, nó dạy cho mấy lính đó, em có ngờ được không? Như hồi đó đó anh ở trong tù đó, anh gặp cái ông Việt Nam kia, ổng cầm trong bóp, anh không phải trong tù mà anh gặp ổng, nó ổng cầm trong bóp ổng nó cái hình của ông tướng mà Westmoreland. Ông Westmoreland ông tướng bên Mỹ đó, chịu ổng chưa lãnh đạo nguyên cái mà cái trận đánh đó, mà từ Mỹ cũng nó qua nó chiếm đất bên Việt Nam mình đó. Ok. Cái ông Westmoreland đó là ổng là cái tướng mà ổng chịu trách nhiệm đó. Ok. Thì anh mới hỏi cái ông Việt Nam này là, ê anh đi cầm cái hình của ông tướng mà Westmoreland chi vậy? Tại ông mang trong cái bóp của ông đó, ông mang cái hình đó của ông tướng mà Westmoreland đó. Sao anh hỏi ông đó là tại sao ông không muốn mà anh, ông này ông tướng giỏi lắm á. Ủa
anh mà cố tình á mang cái hình ảnh của cái mà ông tướng giỏi đó bông, tại sao anh không mang cái tấm hình của đại tướng Giáp giống? Ông nói ông làm sao bằng đấy mẹ ông đó, ông đánh thắng cái thằng mà Westmoreland mà sao mà cái, ông là cái thằng ta đánh thắng ông Westmoreland chứ đâu phải là ông Westmoreland đánh thắng cái ông tướng mà bên Việt Nam đâu. Không đúng á, thế là anh nói anh sao không, là mà mình bắt trước theo thằng thắng hay là mình bắt trước theo thằng thua, thì á là cái gì đó cái mà guerrilla fighting đó em kêu bằng gì, em nói nó kêu bằng gì? Du kích hả? Vâng, đây em gọi. Ok thấy rồi, du kích. Ok thì á cái cách mà anh đang á mà chỉ cho tên dạy đó, nó không khác gì á là cái phương pháp á, một cái truyền thông á mà du kích. Ok là làm sao mình không phải là cái hãng á là thế giới di động, mình không phải là VinFast, mình không phải là mấy công ty lớn này, mình không có tiền giống như thằng VinFast hay là cái thằng á mà thế giới di động á mà nó ra nó bỏ tiền nó mua bản quảng cáo chỗ này, nó trên Facebook nó mua bản quảng cáo, trên TV nó mua bản quảng cáo, trên VTC nó bỏ mua báo trên đó là trang mạng này trang nào đó. Mình phải dùng cái bản thân mình không có nhiều tiền là mình phải là truyền thông á theo á cái kiểu mà du kích. Và du kích là gì, là mình làm cái gì mà nó rút khách hàng được, thấy không? Là mình không có vũ khí, cái người Việt Nam mình đó không có mà lớn con như tụi Mỹ, cái người Việt Nam mình đó không có súng ống vũ khí như tụi Mỹ, bởi vì á mình ngồi đó mình đánh thắng nó không, giống như tụi mà đánh thắng tụi Pháp đó, không cái nào mình đánh thắng nó được chứ á. Nó đang vừa sắp hàng, mình lại bắn mấy mẹ một tăng đi, rồi xong cái nó chưa sắp hàng xong nó mình bắn nó xong rồi xong bỏ chạy, cố mình sắp hàng xong mình bỏ chạy nó bắn ai vậy? Rồi em hiểu không, là mình phải làm á là rút khách hàng á theo kiểu á mà du kích. Là du kích là sao, là mình làm theo cái thế mà mình có cái khả năng mình có tới mức đó thôi à, em hiểu không? Là em không có cái văn phòng á, cái bộ mà truyền thông nó rút khách hàng giùm em, nó không, em không có cái bộ á mà em có không có mặt tiền nó đẹp như cái mà cái phòng tập mà như mà gì đó, phòng tập mà Cali mấy chỗ đó, mình chỉ cá nhân mình á, mình mẹ dưới quê mình lên á, mình phải rút khách hàng để mình tập luyện người ta, mình muốn luyện người ta đó, để cho mình có 15 triệu một tháng để mình sống được, bởi vì mình không có làm theo mấy cái phương pháp đó được, mình phải làm theo á là sao mình rút khách hàng được cho nó mau, nó nhanh lẹ, nó rẻ tiền mà nó có bảo đảm là mình được. Thì á cũng mà anh nói rằng á là mẹ mình thử nó đi, nó có hai cái bài học, hai cái quyền lợi mà anh chia sẻ với tụi em cắt tóc cho nó 50.000 đi, rồi xong nó không lại lần thứ hai đi. Ok thì á nó em học được cái bài học gì, là em học được cái bài học đó, bông nó dạy mình cái bài học là gì, là mình không làm theo cái ý nó muốn, đúng rồi, mình phải gán nó tập luyện sau đó mình làm theo cái ý khách hàng của mình, chứ mình mà làm theo ý nó muốn lý do đi thằng khác khác làm gì. Không có người khách hàng nào đó, em nhớ vấn đề này không, không có cái người khách hàng nào á mà nó mất dạy á hay là nó mất cái gì đó, nó không biết điều tới cái mức mà mình mới cắt tóc cho nó theo cái ý nó muốn miễn phí, rồi xong cái lần sau nó cắt cái tóc đi thằng khác. Em nghĩ là em có làm gì không? Không, em nghĩ là 100 thằng á em làm gì đi, 100 người em làm gì đi, không lẽ thằng nào nó cũng làm gì trang gì cho hết không đâu. Dĩ nhiên lâu lâu cũng có thằng mắc dạy đó không, nó không biết điều đó không, cũng có một hai thằng, mà trong 100 thằng đi mình quan tâm vụ á 5 thằng 10 thằng nó làm nhầm rồi, còn cái 90-95 thằng kia nó khách hàng cho mình nguyên năm luôn suốt đời luôn, lý do mà quan tâm làm gì, đúng đúng không? Thì á là có em nhìn thì có lịch của em đó, cái lịch mà Google Google của em đó, thì em thấy mấy khoảng trống đó em phải nghiên cứu làm sao đó mình rút được khách hàng, mình nhét vô cái khoảng trống đó rồi nó đầy hết chân nguyên lịch mình luôn. Cái này đó cho mấy đứa mà nó làm móng tay với mấy đứa mà nó làm là cắt tóc đó không, cái này quá dễ